ấm hay lạnh? Gặp nhà và mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Gặp nhà vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn đôi tay. Vươn tay lên, hít sâu vào và xuống thở dần. Hít sâu, vươn tay lên và xuống thở dần. Hít sâu, vươn lên, giữ lại 5, 4, 3, 2, một, thở ra, nước rốn xuống cơ bụng, thở ra 5, 4, 3, 2, 1, hai tay đang sau lưng thẳng tay. Thẳng cổ lên, hít sâu, ngửa ra sau, thở ra căng cuống họng. Trở về giữa, hít sâu, nghiêng phải, thở ra căng cổ bên trái. Trở về giữa, hít sâu, nghiêng trái, thở ra căng cổ bên phải. Trở về giữa, hít sâu, xoay nhìn phải, thở ra lý hết qua phải. Trở về giữa, hít sâu, xoay trái, thở ra lý hết qua trái. Trở về giữa, hít sâu, cúi xuống thoát bụng, thở xoay bên phải lên trước, hít vào xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ, xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó, kết hợp tập luôn cho mắt xoay đổi chiều. Mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Tay phải đi qua, đan chặt, kéo vào hít, đẩy ra thở. Trở về, kéo vào, đẩy lên. Trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên. Hạ xuống, trở về, đổi tay. Kéo vào, đẩy ra, trở về, kéo vào, đẩy lên, trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên. Hạ xuống, trở về, thả lỏng tay, dùng lực tay đặt cạnh đầu gối. Có hai cục gạch, lấy hai cục gạch đặt hai bên đầu gối. Chống tay, xi cơ bụng, nâng mông lên, hạ xuống, hai, lên, xuống, ba, lên, xuống, bốn, lên, xuống, năm, lên, xếp bộ lên, năm, bốn, ba, hai, một, hạ xuống, sáu, chân ra, thả lỏng. Xếp đỡ chân.
Hai tay đang nâng lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai ra khỏi đầu. Thở ra cong lưng ra sau, rút rốn xíu cái bụng, thở sau. Hít sâu vào, kéo căng tay vai ra sau. Thở ra cong lưng ra sau, xíu bụng, thở sau. Hít sâu vào, thở ra rút rốn xíu cơ bụng, thở sau. Hít sâu vào, kéo căng tay vai ra sau, giữ 5 4 3 2 1. Thở ra cong lưng ra sau, rút rốn xíu bụng, thở 5 4 3 2 1. Xoay tròn, thở lỏng thân, hít thở sâu. Xoay ngược lại, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở sâm. Nâng lên, hít sâu, nghiêng trái, thở sâm. Hít sâu, nghiêng phải, thở sâm. Hít sâu, nghiêng trái, thở sâm. Hít sâu, nghiêng phải, thở ra, giữ lại 5 4 3 2 1. Hít sâu, nghiêng trái, thở ra, 5 4 3 2 1. Lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, tháo chân ra, thả lỏng. Lấy bóng râm tập với bóng đi. Ngồi lên, hai chân mình là hai góc vuông, hai chân hai góc vuông. Nhi chưa có bóng anh nhỉ, lâu quá rồi chưa mua anh nhỉ. Vươn tay lên, hít sâu vào, xoay phải, thở ra, đặt tay trái lên gối phải, tay phải chống ra sau, mở vai, xoay ra sau, thở ra. Trở về, hít sâu vào, xoay trái, thở ra, mở vai, xoay ra sau, xích bụng, thở ra. Trở về, hít sâu vào, xoay phải, thở ra, mở vai, xoay, xích bụng, thở. Trở về, hít sâu vào, xoay trái, thở ra. Trở về, hít sâu vào, xoay phải, thở ra, mở vai, xoay, xích bụng, thở, giữ 5 4 3 2 1. Hít sâu vào, xoay trái, thở ra, mở vai, xoay, xích bụng, thở, 5 4 3 2 1. Hít sâu vào, chống tay phải ra sau, vươn căng tay trái lên ưỡn ngực, vươn cầm lên, thở ra, ngã vào lưng giữa, lưng trên, vươn tay ra sau, lên, hít sâu vào, tay trái ra sau, chống đẩy căng lồng ngực tới, vươn cầm lên, ưỡn ngực, ngã ra sau, thở ra, xiết cơ bụng lại, lên, hít sâu vào,
Ngã ra sao thở ra ưỡn ngực ngã thở. Lên hít sâu vào. Thở ra xích cơ bụng lại chắc cơ bụng ưỡn ngực tung cầm lên. Hít sâu vào. Thở ra ưỡn ngực vươn cầm ngã ra sau thở ra năm bốn ba hai một hít sâu vào thở ra xuống bụng lại ưỡn căng lồng ngực vươn cầm lên ngã thở năm bốn ba hai một hít sâu vào hai tay đang ở sau lưng và đặt lên trên bóng đẩy căng lồng ngực xoay vai ưỡn căng lồng ngực vươn cầm lên thở ra lên hít sâu vào trường người tới cúi xuống trút đầu xuống bật tay cao lên thở ra trút đầu xuống bụng thở lên hít sâu vào đặt hai tay lên bóng mở vai ưỡn ngực lên vươn cầm lên xiết cơ bụng thở ra hít sâu vào trường người tới xiết cơ bụng bật tay cao lên thở ra thả lỏng cổ buông đầu xiết bụng thở nâng lên hít sâu vào mở vai ưỡn ngực vươn cầm nhả ra sau thở ra nâng lên hít sâu vào trường người tới cúi xuống bật tay cao lên thở ra trút đầu xuống xiết cơ bụng thở ra nâng lên hít sâu vào mở vai ưỡn ngực lên vươn cầm ngã thở chữ lại năm bốn ba hai một lên hít sâu vào trường tới xiết cơ bụng thở ra bật tay cao lên chút đầu xuống ép sau thở ra năm bốn ba hai một lên hít sâu vào vươn tay lên trường tới xoay người qua bên trái tay phải chống ra ngoài bàn chân mở tay trái lên xiết bụng thở ra nâng lên hít sâu vào trường người tới xoay người qua xiết cơ bụng thở ra mở tay lên xiết sâu hít sâu vào trường người tới xiết cơ bụng thở ra xoay người qua xiết sâu thở ra nâng lên hít sâu vào trường người tới xiết bụng thở ra mở tay lên hít sâu vào trường tới xiết bụng thở ra chống tay xuống rồi mở tay trái xoay tay úp vào đùi bên phải vặn người xiết hông vặn người xoay lên xiết lại thở năm bốn ba hai một lên hít sâu vào trường người tới chống tay qua rồi mở tay phải lên xoay tay và úp vào đùi xiết cơ bụng thở ra xoắn người lên xiết sau bụng thở năm bốn ba hai một lên hít sâu vào hạ tay xuống thở ra rồi ngồi xoay người lại vẫn trụ chắc hai đầu gối gốc vuông hai tay đang sau gáy mở rộng khuỷu tay ưỡn ngực hít sâu vào cong lưng ra sau rút rốn xiết cơ bụng thở ra cuộn sau người khuỷu tay chạm gối hít sâu vào cảm nhận vai gáy cột sống lưng mở căng lồng ngực mở khuỷu tay ra thở ra để cong lưng ra xa xiết bụng thở ra khuỷu tay chạm gối cúi xuống khuỷu tay chạm gối trăng lên hít sâu vào trăng xoay lại giống cô luôn trăng xoay qua luôn thở ra xiết cơ bụng lại rút rốn xiết sâu mắt nhìn rốn thở ra
lấy sâu vào, mở căng 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 lồng ngực lên, giữ lại nào, 5 4 3 2 1, thở sạch phóng lưng ra sau, rút rốn xếp cái bụng, thở sạch cảm nhận sâu vào, 5 4 3 2 1, lên hít sâu vào, gập chéo qua khuỷu tay trái chạm ngón phải, xích cơ bụng, thở sạch mở cái khuỷu tay phải lên, lấy sau vào, gập chéo khuỷu tay phải chạm ngón trái, xích cơ bụng, thở sạch mở khuỷu tay trái lên nào, lấy sau vào, thở ra rút rốn, xích cơ bụng, thở sang, lấy sâu vào, thở ra xếp cái bụng, thở sang, lấy sâu vào, xếp bụng, thở ra, gập chéo qua, mở khuỷu tay căng vai lên, thả lỏng cơ mặt ra, 5 4 3 2 1, lên hít sâu vào, gập chéo qua, thở ra, xếp cơ bụng lại, thở ra, mở khuỷu tay xoay mặt lên, 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào. Rồi, bây giờ nè, nhìn cô nè, nhìn cô nè, lần chân tới nè, lần chân tới và từ từ hạ lưng đầu lên trên bóng nè, hít sâu, rồi gồng chắc cơ bụng, xiết cơ bụng lại và lên nữa, lưng tới xiết bụng, thở ra chân trụ gót vuông, để tập cơ bụng chắc vào, cơ bụng nè, xiết sau bụng, bóng cô Hương á, mềm quá nha Hương, ai có gì bơm cứng lên em nha, ngã ra sau, hít sau vào, gồng bụng chắc cơ bụng lên, xiết cơ bụng, thở ra, tập trung tâm trí cảm nhận sau bụng, dễ hơn, hít sâu vào, kiểm soát bóng như nào, hai xích cơ bụng, thở ra, xích sau lên, lên dùng, hít sâu vào, ba thở ra, kết hợp hơi thở vào, chuyển động cơ thể như nào, ấy sau vào, từ từ ngã ra sau, tay đang sau gáy tràn ơi, bốn thở ra, rút rốn xích cơ bụng, thở sang, ấy sau vào, năm thở ra, xích cơ bụng lên, thở ra chắc cơ bụng lại, ấy sau vào, sáu thở ra, gồng chắc bụng lên, hít sâu vào, bảy thở ra, rút rốn xích bụng lên, tám hít sâu vào, gồng chắc bụng lên, thở ra, chín hít sâu vào, gồng chắc bụng lên, thở ra, gồng cứng bụng lại lần, hít sâu vào, mười lên, xích cơ bụng, thở ra, giữ lại nào, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, một, hít sâu vào, rồi tay này ôm khuỷu tay kia và ép xuống như nào, thở, tay này ôm khuỷu tay kia, ép xuống, căng xuống, mở vai, xiết bụng, thở, lắng nghe khớp vai như nào, lắng nghe khớp vai thì mở căng khớp vai nữa, hít thở đều, hít thở đều, hai tay chấm xuống luôn, hít sâu vào, hai tay chấm chắc xuống sàn,
Nghĩ sau vào xích cơ bụng lại, nâng chân phải lên, buông gót với sàn, xích cơ bụng thở. Xích bụng dưới lại, xuống hít sâu vào, nâng chân trái lên, xích sâu thở. Xuống hít sâu vào, nâng chân phải lên, thở, gồng chắc bụng lại, hít sâu vào, nâng chân trái lên, thở. Hít sâu vào, ba lên, phải lên, thở, ca lên, xích cơ bụng lại. Hít sâu vào, trái lên, xích cơ bụng, thở ra. Hít sâu vào, bốn phải lên, thở ra. Hít sâu vào, trái lên, thở ra. Hít sâu vào, nâng phải lên, thở ra. Hít sâu, trái lên, thở ra. Hít sâu, sáu lên, thở ra. Hít sâu, trái lên, thở ra. Hít sâu, bảy lên, thở ra. Hít sâu, trái lên, thở ra, gồng chắc bụng lại. Hít sâu vào, tám lên, thở ra. Hít sâu, trái lên, thở ra. Hít sâu, chín lên, thở ra. Hít sâu, trái lên, xích cơ bụng, thở ra. Hít sâu, mười phải lên, xích cơ bụng, thở, xích sâu giữ năm, bốn, ba, hai, một, hít sâu vào, trái lên, xích cơ bụng, thở, gồng chắc bụng, năm, bốn, ba, hai, một, hít sâu vào, rồi từ từ lăn bóng lên nè, lăn lên xong rồi nè, bắt đầu đẩy chân ra, thẳng gối gập lên, thở ra. Đó, cái chân mình đẩy ra, nâng người lên trăng, nâng người lên xong rồi cái mông đẩy bóng ra, thẳng gối trường lưng, xích cơ bụng thở ra nè, hít sâu vào, kiểm soát bóng và lăn ra, thở tay chạm sàn, lăn lên, gập lên, xích cơ bụng thở ra, gập lên, trường dài lưng tới, thẳng lưng, thẳng gối, xích cơ bụng thở, nâng lên thành, nâng lên, gập người tới, xích cơ bụng thở ra, gập lên, ấy sau vào, từ từ lăn ra, vươn tay chạm sàn, thẳng gối, lăn lên, xích cơ bụng thở ra. Đó, lăn nhịp nhàng, kiểm soát bóng, đẩy bóng ra sau cho thẳng gối, gập sau thở. Ấy sau vào, lăn bóng và tay chạm sàn, đẩy thẳng gối, thở ra, lên, rút rốn, xích cơ bụng, gập người tới, thở ra. Lần nữa hít sâu vào, lăn bóng ra, thẳng gối, năm, bốn, ba, hai, một, lên, hít sâu vào, trường tới, ngọt xuống, thở ra, trường lưng tới, rồi nhúng đây nào, nhúng bóng, trường gập sát lưng và nhúng bóng, xích cơ bụng thở, năm, bốn, ba, hai, một, lên, rồi kéo bóng vào nè. Mình ngồi xuống, kéo tới sẽ tới đầu thẳng. Ngồi. Đó, ngồi nhưng mà không đừng ngồi xuống sàn, ngồi lên dựa vô nè. Rồi hai tay nè, đưa ra sau, gấp ra sau, ôm cứng bóng. Ôm cứng và bóng lại. Lần tay siết bóng lại rồi bắt đầu nâng mông lên. Nâng mông lên, rồi
lăn bóng cuộn tay vào dưới bóng luôn đi nào, cuộn tay dưới bóng, cẳng tay chạm sàn, và lực nãy của bóng sẽ ép mở vai mở lưng, nhón gót thu chân hết vào, siết bụng và nhún bóng để cho mở vai mở lưng trên đi nào. Hít thở sâu, hít thở sâu, hít thở sâu và tiếp tục lực nãy của bóng ép vô vai vô lưng trên, ép vô vai vô lưng trên, hít thở sâu, nhớ lăn cho cẳng tay cuộn xuống luôn, cuộn sâu xuống luôn, hít thở sâu, chỉnh cam lại nhi. Em lăn cái vòng, lấy vòng lăn. Rồi lăn trở lên đi, tay mọi người còn hở xa bóng quá. Phải cố duỗi căng và xoắn hết vào quả bóng thì nó mới vào được vai với lưng trên. Hít thở sâu vào đây nào. Rồi lại nè. Dựa lên. Rồi vươn tay. Úp bàn tay lại, đừng để nó hở miếng nào hết trơn á. Tay mình nè, nhớ người lên cho tay mình ôm chặt vô bóng, đừng có hở ra. Úp bàn tay ôm chặt bóng lại, không cho hở một xíu nào hết, siết cho bóng lại luôn. Rồi lăn, lăn, nghe tức vai tức lưng thì mới vô sát được. Tức vai tức lưng, lực nãy của bóng đẩy tới đi, siết bụng thở, siết bụng thở, đẩy tới, đẩy tới, mở vai này rất là an toàn cho thắt lưng. Đẩy tới, đẩy tới nữa nào, đẩy tới vào vai, vào lưng trên, vào vai, vào lưng trên. Cuộn sâu tay xuống dưới luôn, cuộn cái cẳng tay sâu, đi chân vào nửa lăng, phải đi chân vào nhón gót lên và cứ nhún để cho cái lực nãy của bóng nó đẩy về vai về lưng, đi chân vào nửa thành. Đúng rồi Trang, rất tốt. Nhón gót và nhún 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 cho cái lực nãy bóng nó về vai về lưng, về vai về lưng, cẳng tay xuống luôn Hải, cẳng tay xuống sàn luôn. Dùng khớp vai dùng cứng quá, khớp vai khớp vai tràn với lưng trệt tràn vậy chứ ngon ha. Đó, đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới, nhấp nhấp nhấp, đẩy tới và nghe cái khớp vai mình căng tức, căng tức, căng tức. Lăn lên, hít vào rồi ôm gối cuộn người đi nào, thở ra. Rồi, bây giờ tiếp tục vào bánh xe với bóng. Lên nào, lăn lên, lăn lên lên, lên. Đó, tay mình vươn qua đầu cứ lăn tới đi nào. Rồi, co tay chống xuống sàn, co chân chống xuống, tay chân chắc chắn vững vàng. Thở hết hơi ra, nhớ hơi thở đi nào. Hít sâu vào, chống đẩy thẳng tay lên, xích cơ bụng thở ra, đẩy vào vai vào lưng trên, hạ xuống, hít sâu vào, tiếp tục chống đẩy lên, thở ra, chống đẩy thẳng tay vào vai vào lưng, lại nằm xuống bóng, hít sâu vào, chống đẩy lên, thở ra, đạp chân vào vai vào lưng, vào vai vào lưng, hạ xuống, hít sâu vào, cứ như vậy nghỉ mệt vài hơi, lại chống đẩy lên, thở ra, chống đẩy thẳng tay thẳng chân lên, xiết bụng thở ra, đi chân vào thành. Rồi hạ người lên bóng, nghỉ mệt, hít thở thật sâu vào đi.
Nghĩ sâu vào, chống đẩy thẳng tay lên. Đúng rồi, đạp chân đi dùng. Đạp đẩy vô vai, vô lưng trên. Thở. Đạp đẩy vô vai, vô lưng trên nữa. Đúng rồi, rất tốt. Hít thở, ít thở, ít thở. Hạ người lên bóng. Rồi, cuộn người ngồi lên, ôm gối, cuộn lưng lại, trả lưng, thở ra. Đó, cuộn sâu vào, thở ra. Gối chậm, mũi thở sâu. Lên. Bây giờ nè, đặt cái hông lên bổng, đặt cái hông lên và lăn tới chống tay xuống, chống tay và bám chặt cạnh chân xuống. Xoay mặt lại đây, xoay mặt lại đây, xoay mặt lại đây nhi. Chống tay siết cơ bụng, thở đi nào. Nhớ cái hông nằm lên bóng và một hông hướng lên, rút rốn chắc lại, siết cơ bụng lại, thở. Hít sâu vào, nâng chân lên, siết sâu, thở ra. Xuống, hít sâu vào, hai lên, thở ra. Hít sâu, ba lên, thở ra, gồng chắc bụng lại. Hít sâu vào, bốn lên, thở ra. Hít sâu vào, năm lên, thở ra, hít sâu giữ, năm bốn ba hai một. Hít vào, co gối vào, tay nắm ngón cái chân, hít sâu, từ từ duỗi chân lên, thở ra, hít cơ bụng lại, thở thở thở, hít sâu, năm bốn ba hai một. Hít sâu vào, hạ xuống, thở ra. Rồi nằm sấp xuống, hai tay chống ngay dưới vai, hai tay chống ngay dưới vai, siết bụng, rút rốn, siết bụng, thở. Hít sâu vào, nâng chân phải lên, siết cơ bụng lại, thở ra. Hạ xuống, hít sâu, nâng chân trái lên, thở ra. Hít sâu, phải, thở ra, nâng lên, siết cơ bụng lại. Hít sâu vào, trái lên, thở ra. Hít sâu, ba phải, thở ra. Hít sâu, trái, thở ra. Hít sâu, bốn phải, thở ra. Hít sâu, trái, thở ra, chắc cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, cơ bắp chân. Hít sâu, phải lên, phải suy nghĩ vô chân và lên từ từ trang cảm nhận cơ bắp của mình. Nâng lên, xích cơ bụng, thở ra, giữ, 5, 4, 3, 2, 1, gấp chân phải lên, tay trái nắm chân phải, kéo căng bung gối lên, xích bụng, thở ra, bung ca lên, 5, 4, 3, 2, 1, duỗi ra, hạ xuống, hít thở sâu. Hít sâu vào, nâng chân trái lên, giữ, 5, 4, 3, 2, 1, gấp chân lên, tay phải nắm chân trái, buông cao lên, xích bụng, thở, căng, 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 5, 4, 3, 2, 1, duỗi ra, hạ xuống, thở ra. Hít thở sâu rồi, nằm nghiêng hông và đổi bên. Rút rốn và siết chặt cơ bụng lại, bám chặt tay chân lại, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, nâng chân lên, siết cơ bụng, thở. Xuống, hít sâu, hai lên, thở. Ở hít sâu, ba lên, thở, rút rốn, siết bụng, thở. Hít sâu, bốn lên, thở.
Ấy sao? Năm lên, rút rốn, xin cái bụng thở. 5, 4, 3, 2, 1, co gói vào. Tay nắm móng cái chân hít sâu. Duỗi lên, xin cái bụng thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, hít sâu vào. Xoay người về, thở ra. Thở lỏng, hít thở xong. Hít thở sâu vào đi nào. Rồi, mời nằm xuống. Gác hai chân lên. Hai tay xuôi theo thân, hai chân gác lên, thở hết hơi ra, hít sâu vào, siết chặt cơ bụng, cơ mông, cơ đùi nâng lên, hai chân thẳng tì lên trên bóng, siết cơ bụng lại, thở, cuộn người hạ xuống, hít sâu vào, há lên, siết cơ bụng thở ra, xuống hít sâu vào, ba lên thở ra, tập cảm nhận sâu vào bên trong, cuộn từng đốt sóng xuống hít sâu vào, bốn lên cuộn từng đốt sóng lên, thở ra, xuống hít sâu vào. Năm lên, xếp cơ bụng thở ra. Xuống hít sâu vào. Sáu lên, thở ra. Xuống hít sâu vào. Bảy lên, thở ra. Xuống hít sâu vào. Tám lên thở ra. Xuống hít sâu vào. Chín lên thở ra. Xuống hít sâu vào. Mười lên xích cơ bụng thở ra. Lên xích sâu giữ nào. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, chắc cơ bụng lại, bốn, ba, hai, một, hạ xuống, thở ra, hai tay dang ngang, đẩy vào, hai chân kẹp bóng nè, ngã qua bên phải, xoay mặt qua trái, thở ra, trở về sau vào, ngã qua trái, xoay mặt qua phải, thở ra, thư giãn thắt lưng, ấy sâu vào, thở ra, ấy sâu, thở ra, ấy sâu, thở ra, giữ lại 5, 4, 3, 2, một, hít sâu vào, thở ra, xích bụng thở giữ 5, 4, 3, 2, một, trở về, hít sâu vào, gác chân lên, thở ra. Hai tay vươn lên khỏi đầu, hít sâu vào, nâng đầu với tay lên, duỗi chân lên, xích cái bụng thở ra, xuống hít sâu vào, hai lên gồng chắc bụng thở ra, hít sâu vào, gồng bụng lại,
Ba lên thở ra. Đấy, sau vào trang đừng dùng lực tay chân. Dùng lực cơ bụng á. Bốn lên xếp cơ bụng thở ra. Đấy, sau vào. Năm lên thở ra gồng bụng lại lên. Đấy, sau vào. Sáu lên thở ra. Đấy, sau. Bảy lên thở ra. Đấy, sau. Tám lên thở ra. Đấy, sau. Chín lên thở ra. Đấy, sau. 10 lên xích cơ bụng thở ra lên nào giữ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 à xuống. Vươn hai tay lên khỏi đầu đạp hai bàn chân lên bổng. Thở hết thời ra. Hít sâu vào đạp chân lên bóng để căng hông lên cây cầu với bóng xích của bồn thở. Hít sâu thở xiết lại mông đùi bụng. Từ từ hạ xuống. Nó rung như thằng làm đứt đuôi thấy không? Đạp co gối lại đạp hai bàn chân lên. Co gối đạp hai bàn chân lên cây cầu với bóng thở hết hơi ra. Hít sâu và nâng hông lên, xiết mông đùi bụng, thở, xiết sâu, thở, xiết sâu, thở. Từ từ cuộn người hạ xuống, thở ra. Lần nữa nào, hít sâu vào, nâng lên, xiết vài thở ra, giữ nào, kiểm soát giữ luôn, bất động luôn. 5, 4, 3, 2, 1 à xuống. Thở ra thở lỏng đi nha. Gác hai chân lên. Tay xuôi theo thân. 45 độ. Thả lỏng ra hít thở sâu. Thư giãn từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Kéo bóng sát vô chân á Trang. Kéo sát vô đùi mình. Đó cho thư giãn hai chân ra. Phòng chống giãn tĩnh mạch chân. Ở dưới chân phải gọi là nửa hoa sen. Cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng tay. Ngã hai bàn chân ra hai bên. Hai tay xuôi theo thân 45 độ. Lòng bàn tay nữa. Các ngón tay thả lỏng to tự nhiên. Cảm nhận thật sâu vào. Hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng. Hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân. Sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng. Hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sống lưng. Sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng. Lan tỏa vào bên trong nội tạng. Từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần lên ấm.
bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng là người đầu ngón tay đang ấp dần lên và thư giãn tràn hơi ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay quỷ tay khớp vai hai cánh tay đang được thư giãn và ấp dần tập trung vào cảm nhận sau hơn nữa đi nào cảm nhận sau vào hơi ấm đang lan tỏa lên vai lên cổ cơ vai cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng đốt sống cổ đang tập dần lên cảm nhận sau vào đi nào một cảm giác cực dễ chịu cùng vai gáy cổ hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm lên môi lên mũi lên mắt lên chân mày lên trán và lên da đầu toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não bộ não đang được thư giãn và thả lỏng cảm nhận sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân cơ thể các cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn vào khắp cơ thể đang tràn đầy nguồn sức lực cơ thể đang thực sự khỏe mạnh đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài cơ thể thật khỏe mạnh thật khỏe mạnh không bệnh tật nào xâm nhập được tự nói với chính mình như nào tự nhủ với chính mình cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh thật khỏe mạnh đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài cơ thể đang thư giãn và tràn đầy nguồn sâu vào giấc ngủ từ từ nhúc nhích các ngón tay ngón chân đánh thức cơ thể nhúc nhích bàn tay bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái thư giãn thả lỏng cổ đi nào hai chân kéo sát hai tay đan lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu duỗi căng từ ngón chân cho đến ngón tay co chân trái đạp bàn chân xuống nằm nghiêng người qua phải co tay phải chống đỡ đầu tay trái chống trước ngực co gối và hai tay đỡ người từ từ ngồi lên đưa hai tay lên massage cổ mắt khép lại cảm nhận sâu vừa xoa bớt massage cảm giác thật là dễ chịu xuống vai co bớt ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó xuống tay dần xuống hai tay hai chân thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra cổ nhẹ bàn tay hơi cong lại ức lại gõ gõ
nắm tay lại, đưa ra xa mát xa hai quả thận ở hai bên đây, nắm tay lại, chà mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nhau, tổn thương hai quả thận, tổn thương cuộc sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ sống tích cực ha.